Menthol Crystal, với tên gọi khác là tinh thể bạc hà, có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách thùng 25 kg, tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng trong như pha lê, có hương thơm bạc hà. Được dùng trong các loại kem, nước giải khát, kẹo và nhân bánh. Được dùng để điều trị nghẹt mũi, các triệu chứng ho sốt, đau đầu. Giúp tạo mùi bạc hà cho các loại siro uống, thuốc bột, viên ngậm và viên sủi. Là thành phần trong thuốc mỡ, thuốc dán, dầu xoa, kem bôi ngoài da giúp giảm đau. Được sử dụng làm thuốc long đờm và thuốc điều trị bệnh cúm, cảm lạnh, viêm phế quản. Là thành phần trong các sản phẩm trị viêm khớp để làm dịu co thắt cơ và chuột rút. Làm giãn mạch máu để vận chuyển các chất dinh dưỡng đến vùng bị thương. Giúp làm dịu rối loạn tiêu hóa, giảm đau dạ dày. Là thành phần có trong dầu gội đầu bạc hà giúp làm mát, loại bỏ gầu tích tụ, thúc đẩy độ bóng tự nhiên của tóc giúp tóc chắc khỏe. Được dùng trong nước súc miệng, kem đánh răng giúp lưu hương vị bạc hà tươi mát và chống hôi miệng. Ngoài ra, nó còn là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên và hữu ích giúp ngăn chặn bọ ve có hại trong tổ ong mật. Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Sau mỗi lần sử dụng, nên đậy kín tránh để tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng. Trên đây là những thông tin hữu ích về sản phẩm, cũng như hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản. Để biết thêm chi tiết sản phẩm hoặc có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.